Valkyrie. Combo giống ngày hôm qua. Valkyrie và rễ cây. Tầm này là không còn gì để mất nữa rồi. Vâng, biểu diễn thôi. Vâng, chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu đầu tiên của bạn số 5 múc vào nhà số 2 đen đen. Và đây là Giáp Titan. Vâng, đầu tư quản giáo ở cụm khu vực phía trên, xe phóng lửa góc hướng 3 giờ. Và xài giáp ở phía dưới múc được Inferno tháp độc dược. Máy bắn đá cũng đã bay màu. Mở lối tiếp cái lỗ ở chính giữa đây rồi ạ. Ôi xài. Vâng, bạn cắt hai bên rất là bình tĩnh. Đưa Queen từ trên hướng góc 12 giờ để hỗ trợ luôn ạ. Rồi, King có Golem với cả là Electro Titan cũng như là anh em bắt đầu vô. Rồi, Golem mắc cấp độ và có một bình nhảy trong thời điểm này. Quản giáo chưa xài cái kỹ năng đâu. Bạn chờ ốp chặt vào cụm khu phía trong đã. Rồi, có luôn cái bình cuồng nộ, kính to như con voi. Vâng, bạn quyết định gồng kinh luôn trước và chờ anh em vào phía trong rồi lúc này vẫn giờ mới kích hoạt quản giáo luôn. Ui chà, càng đét đèn đẹp luôn các sếp ạ. Và như vậy là khu vực nhà chính đã bay màu trong thời điểm này. Hối xời, ổn áp tấn công luôn đến đội quân, phá banh nhà luôn rồi. Và như vậy là ring bay à, ca này liệu có lụm cho sếp không ta. Úi xồi, úi xồi. Ôi 3 sao rồi. 3 sao đẹp dành cho Adin rồi. Như vậy là mẫu ring bay này của đen đen đứt. Queen vẫn đang còn gồng rồi. Champion vẫn đang múc tốt đấy chứ giỡn đâu. Uầy đỉnh thế. Vâng, xin chúc mừng sếp với trận thi đấu 3 sao này nhá. Giao bánh thôi. Ui rồi. Nét nha. Ui xoài xoài xoài. Tuyệt vời tuyệt vời. 3 sao sếp. Và Chiến sẽ là người trả lời. Đi Queen rễ cây. Múc vào nhà luôn của bạn top 1. Rồi ạ. À. Đúng là nhà top 1 nhìn công trình phòng thủ khét thật. Ok, chào Duân, chào anh Đức nhá. Vâng, các sếp hội viên đang chat tưng bừng trên bảng chat luôn. Hôm nay không biết các sếp có múa combo dị như ngày hôm qua nữa không. Lính chủ nhà bắt đầu ra đây. Baby cắt góc. Archer cũng tỉa ở góc 3 giờ phía dưới. Chào tất cả các sếp nhá. Bơm cuồng nộ cho Queen. Headhunter chạy vô ạ. Ô được. Đệ một hit luôn. Lính clan nó gọi ra đây được kìa. Máy khoan chiến tranh vào múc Inferno và đại bàng. Ồ, hay nha. King cắt góc 2 giờ. Đúng rồi, tốt lắm. Múc tiếp vào đại bàng. Hợp lý ạ. À. Quyết định gồng kinh luôn. Pha nhảy này sẽ ra sao cho sếp đây. Bơm cuồng nộ. Rễ cây đang tấn công ở hướng góc 9 giờ. Em Queen sẽ phải bốc vào khu vực nhà chính. Bạn còn 3 băng và tàng hình. Cuồng nộ nữa. Em Queen tự tin vào đi. Băng không? Băng hay cuồng nộ cho Queen không? Tàng hình á? Tàng hình mà phải cuồng nộ luôn chứ. Chắc ăn mà. Úi dồi ôi. Đỉnh thế. Pha này Chiến đi phấn khởi quá nhờ. Một pha bật gồng quản giáo hợp lý. Rễ cây đang đi là ồ ạt luôn. Bạn còn tận 2 băng. Sẽ bịt King. Đúng rồi, Xbow với cả King đấy. Rồi Champion. Ui, rễ cây thêm cuồng nộ. Vâng, càn bay cái bản đồ này luôn. Bịt tiếp pha đóng băng nữa. Vậy thì bạn đỡ làm sao? Ôi, bạn 3 sao, tớ cũng 3 sao. Và như vậy là vật lý Ấn Độ với cả là Đài Loan tối ngày hôm nay gặp nhau càng phết nhỉ. Rồi Champion giao bánh xếp. Giao bánh thôi, giao bánh thôi.
Lấy lợi thế về thời gian chép. Đúng rồi. Trời, dứt điểm luôn. Chứ còn gì nữa. Một đều với tỷ số 3 sao. Kamayet Okwin Chak Hybrid múc vào nhà top 1. Sneaky Goblin này, Baby này, Queen này. Nhà top 1 nào nhìn nó cũng đẹp thật đấy ạ. Thủng tường. Hóc vô này, trụ wizard này, siêu công thành binh này. Đúng rồi ạ. Bắt được quả bóng đen đỉnh thế. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh nhá. Queen, Queen. Không ổn cho Queen đâu. Bạn đã mất gồng Queen luôn. Lính clan trong pha này là Archer rất đông. Bạn chưa xài độc dược. Bạn chờ gom ra một thể. Bạn bắt đầu mới chơi độc dược ra. Lưu ý về vấn đề thời gian là sếp nhá. Kinh với cả là chạy lính ở góc 3 giờ rồi. Rồi, chuẩn bị vô anh em. Hạ xong lính clan là bắt đầu vô luôn. Đúng chính xác 3 giờ và Miner Hawk thì bắt đầu chỗ trụ Archer với cả Wizard này vào là múc thôi. Queen đã dọn xong khu vực nhà chính và dính độc rồi. Lưu ý là em Queen đã mất gồng nha. Bạn có băng hay cuồng nộ cứu Queen không? Quyết định quản giáo vẫn chưa gồng. Mới thả hồi máu chút thôi. Ui, Queen to như con voi cắt ở cánh bên kia. Hitler quẳng hết rồi. Một đống bom đỏ bắt hết luôn anh em. Vẫn đang còn cuồng nộ và hồi máu. Ui, bom đội, bom ba. Hồi máu và cuồng nộ ngay lập tức ở trong thời điểm này. Bom bẫy căng phết. Nét nhờ. Rồi Champion giao bánh quả VIP Pro. Và như vậy là vật lý Ấn Độ vẫn căng luôn trong phấn khởi đấy. Đúng rồi, bay này hôm qua Sikander cho thành sân bay luôn đấy. Video trận đánh hôm qua mình đã phát sóng rồi đó anh em ạ. Tối hôm qua trận đấy đánh cũng khét mà nhờ. Hợp lý rồi. Xin nhẹ 3 sao tiếp. Uầy. Đánh trên này thì khét đấy. Các sếp mà đánh chất quá nhờ. Sếp nào mà chưa follow nhớ follow, thả like thả tim các kiểu nhá. Và đây là Tát vừa mới bay màu. Và để xem sếp có phản công lại được không. Hãy cùng đón xem nào anh em ơi. Khí câu chiến Plym Z thì tổng quất cả X-Bow và dụ được lính clan ra chơi. Múc cây Elephant tốt. Đầu tư tiếp luôn ở trong tình huống ở phía bên đây ạ. Độc dược đã có. Đúng rồi. Zeti chuẩn bị múa. Ăn cái Elephant bên kia. Bạn cắt góc cho nó đẹp chút. Đúng rồi, Elephant đã bay. Queen kìa. Có Headhunter hỗ trợ. Được. Tiếp tục đưa Bloom vào như vậy. Ở đây không thấy bom bẫy gì cả. Vẫn cứ muốn từ từ thôi. Vẫn cứ từ từ vô thôi. Bơm cuồng nộ này. Đưa xương ra để nhiễu để cho King vô. Queen tiếp tục được bơm hồi máu. Healer. Và Bloom để thăm dò. King đã bị Inferno một tia nó bốc. Quyết định xài băng luôn. Inferno một tia, hai vụt tôi là nằm. Đúng rồi. Đã phá được xoáy và bế được bom đỏ. Em Queen đã được bơm cuồng nộ và tàng hình. Đúng rồi, mất đại bàng. Queen phải quay vào trong. Đưa Hawk ra để bế cái mô tà đi. Rễ cây ngang hông và có cuồng nộ của quản giáo. Em Queen sẽ được bơm cuồng nộ. Đúng rồi. Tàng hình khẩn trương thật sự. Phá đánh rất nhanh tay đến từ Tát và như vậy là bay màu nhà chính.
múc được luôn mày bắn đá nào. Em Quy đang lấy thân mình giữ, lấy thân mình để cứu tất cả anh em phía trong. Đúng rồi, quản giáo quyết định bật gồng và nên nhớ bạn chỉ còn đúng một pha đóng băng mà thôi. Công trình phòng thủ phía còn lại vẫn đang khá là căng, nhưng tuy nhiên em Queen chưa gồng vào rồi, Champion cũng vậy. Tiếp tục đục sâu vào khu phía trong, gồng em Queen. Rễ cây toàn là thương binh đỏ hết rồi. Thương binh đỏ lòm hết rồi. Vẫn đang cố gắng, 35 giây. Roy Champion súp. Đang có một trận thi đấu chạy đua với thời gian. Thả nhanh lên ạ. Roy Champion giao bánh chưa? Giao rồi, thế Hawk ra đi. À kìa, còn Hawk còn Minion thì chờ gì nữa. Nhanh 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 nhanh. Ồ vợ vợ vẫn là 3 sao đến từ cả hai đội. Hay quá. Gupta sẽ tấn công bằng rồng điện vào nhà của Chiến. Đây là một dạng bay để expo mặt đất toàn bộ luôn. Sao đây, sao đây? Áo chất quá à, áo Clash of Clans thôi. Rồng điện vào nhà của Gupta. Ok sếp. Mất cái air defense. Thế còn hai cất, dành hai rocket balloon vào đâu? À đấy, nó phải ăn cái air defense bên này. Đúng rồi. Ui, rồng nét thế, nhưng mà hơi toe đấy. Bởi vì cái cánh ở góc hướng 12 giờ bên kia kìa. Ồ, trời. Vâng, cảm ơn sếp Nguyễn Chí An 10k hồi máu nhá. Đây, nó phải rực rỡ thế chứ nè. Cảm ơn sếp Nguyễn Chí An hồi máu 10k nhá. Cuồng nộ cho rồng, dứt em Queen vào nhà chính. Một loạt nữa, một hit nữa. Bắn tiếp. Quảng rồng. Trong trận này tôi nhìn thấy nó sao sao nhở. Ôi chà chà. Trận này thấy nó sao sao á. Bạn vẫn đang rất bình tĩnh mà ta. Bịt thanh niên kinh chứ không bịt Xbox mặt đất. Ô xài thả đá để ăn Inferno nhiều tí. Ice Golem nó vẫn chạy ra rồi. Ốm được chiến phết nhờ. Múc tiếp. Vâng, thả đá rất là hiệu quả luôn ở trong trận đánh này các bạn ạ. Dùng thả đá này hay nhờ. Bạn tấn công rồng nhưng mà không xài tướng ở ngay lúc đi với rồng mà cho rồng hẹo hết, rồi tướng sẽ dọn phần còn lại. Ủi đỉnh thế. Và có lợi thế về thời gian khi thời gian đánh của bạn ấy là còn cả phút. Chất đấy nhờ. Thế này thì VIP rồi, đúng còn 1 phút luôn dành cho sếp Gupta. Hay. Titan Smart và có thần chú thu quân 2 tàng hình. Nhà của bạn số 4. Ồ chà, công trình phòng thủ của bên Marcos Esports có vẻ cứng hơn bên Đài Loan. Bạn đầu tư em Queen 10 giờ, xe phóng lửa góc 6 giờ. Chiếu công thành binh chạy một mạch luôn, hút được một đống xương ạ. À. Phá được một bẫy xương đi ra đây. Chờ chút xíu nè. Được. Hai quả bom đen rồi thì phải. Xe phóng lửa vẫn tiếp tục hoạt động tốt ạ. Ồ, nhà chính kìa. Nhà chính kìa bạn ơi. Như vậy là quản giáo đã phải bật gồng để cứu Queen hồi máu trong tình huống này luôn ạ. Ồ, vậy thì đội quân còn lại sẽ ra sao đây? Có căng cho sếp không?
Phu Quyên sang cánh còn lại và Elephant kia. Bạn đã rất là tỉnh đòn khi đầu tư tiếp những em Balloon và bế được cái Elephant rồi. Tốt. Tiếp tục siêu công thành binh chạy vào. Đục tường đẹp. Hai quả đục tường tốt. Tiếp tục điều ngay bình nhảy và ca này phải sắm ngay cuồng nộ bạn ạ. Nhưng tôi đang lo là đại bàng nó bắn chùa như thế này thì đây là một trận toang sâu đến từ mô hình. Đây là một trận đánh gãy rất sâu rồi. Nguy hiểm quá. Kinh đã phải mất nốt cái gồng rồi các bạn. Em Queen cũng mất gồng ở trong tình huống này thôi. Tàng hình Royal Champion đã múc được cái Inferno nhiều tia nhưng mà đồ chơi không còn. Bạn không đưa Headhunter vào được trong pha đấy để bắt em Royal Champion. Và những đơn vị tướng đã bung hết rồi. Giao bánh. Rồi Champion chạy vào bế được quả Inferno nhiều tia. Ui bom đồi. Hết cứu, hết cứu. Hết cứu trong pha thi đấu này. Và như vậy là một trận thi đấu 2 sao rồi. Bước ngoặt là đây rồi. Đài Loan 2 hôm nay hơi đen. Vẫn có những trận thi đấu 2 sao. Oh no. Không kịp 88 rồi. 87% dành cho Moin. Xa lắm. Bạn số 2 sẽ đánh nhà của Moin. Queen Shark và Root Rider. Ok ạ. À. Có Balloon. Rồi thăm dò đi, thăm dò đi. Insler vào đây. Khi câu chiến có luôn ạ. Bi quả tăng hình lại. Ô bom đen. Hai bom đen thì phải hạ cánh mất tiêu rồi. Vâng, không biết cái vị trí hạ cánh này là bạn có mong muốn nó hạ ở đấy không hay bạn muốn vào để ăn đại bàng thêm mình chưa rõ lắm. Táp độc dược đã bung rồi. Bơm cuồng nộ cứu em Queen chút. Độc dược bên mình đưa ra để hạ trụ Archer. Hạ nhiều cung thủ nó ăn mất Hitler rồi kia kia. Thôi thôi thôi. Và như vậy là Ấn Độ cũng đang bị xa lầy. Ấn Độ cũng đang bị sa lầy bởi tháp nhiều cung thủ. Ồ! Để xem nào, để xem nào, trận này mà gãy nó thì đẹp này. Trận này mà gãy tám mấy phần trăm nữa thì đỉnh luôn này. Hai đội sẽ rất căng cho lượt đánh thứ tư và thứ năm. Queen ơi! Bạn đầu tư đục tường rất nhiều cho Queen vào sâu phía trong. Thanh niên kinh đã bật gồng lên rồi. Ok luôn ạ. Tàng hình trong pha đấu này. Đã múc lại ạ. Đúng rồi. Bay vào cụm nhà chính. Rễ cây vào. Headhunter có. Và mất Queen. Dành cho bạn người chơi số 2. Hay lắm. Còn giáo. Bạn chỉ còn đúng một hồi máu và cuồng nộ thôi. Quyết định bật gồng quản giáo cứu anh em rồi. Rất là nỗ lực trong pha này. Rất nỗ lực. Ok, chào người đẹp Trần Linh nhá. Việt Nam mai mấy giờ đấy sinh vận đẻ? Càng thế nhỉ. Bạn còn giao ánh thôi ạ. À. Cứu được không? Trận này bạn có cứu được cho vật lý Ấn Độ không? Có lẽ là cứu được. Có lẽ là cứu được các bạn. Bởi vì là con cáo cấp 10 rồi. Cứ tàng hình thôi. Cứ tàng hình và cứ chọt 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 thôi là hết phòng thủ ở đây. Và anh em phía ngoài là đi vét được. Và Royal Champion sẽ còn giao bánh. Chắc là cứu được. Đấy. Cáo này. Ẩn thân chi thuật này. Vâng, Hitler vẫn đang bơm tốt Royal Champion. Đại bác bật nảy vào máy bắn đá. Những em xương đưa ra. Ô. 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 Ô về. Tám mấy. Tám mấy. 90. Và như vậy là
hơn một chút xíu về tỷ lệ phần trăm phá hủy không đây. Và đây là Kai đánh nhà của Gupta. Queen Jack la lô rồi bạn. Bây giờ Đài Loan 3 sao trận này này. Để gây áp lực lên Ấn Độ này. Trận này phải 3 sao thôi. Các bạn có thể thấy là trình độ của các clan bây giờ toàn đánh 14, 15 sao thôi. Chứ 13 sao là cũng chưa chắc được chiến thắng đâu nhỉ. Quản giá học việc hỗ trợ cho em Queen. Nhưng mà bị áp nhiều cung thủ nó bế mất. King với cả là Super Barbarian vẫn đang hỗ trợ dọn cái cánh ở... À. Mất Healer lại còn dính cả thanh niên King ở đây chứ. Có xoáy à. Tàng hình cho Queen ăn nhà chính không? Không có tàng hình. Ca này không có tàng hình cơ ạ. Đã múc được nhà chính. Bơm tiếp cuồng nộ cho em Queen. Phía dưới đây là xe phóng lửa đang hoạt động khá là tích cực. Ố chà. Mất King ở cánh bên kia rồi đó. Ca này không có độc dược đây mới nhọc này. Super Archer nó đang tẩm quất mấy em Healer kia kìa. Minion vô. Nhưng vẫn hẹo vẫn mấy cháu. Ồ. Là lô vô. Ca này bạn mất tay quá rồi. Trận này các sếp Đài Loan tự quyết định luôn rồi. Chỉ còn băng thôi. Vâng, em Queen vẫn đang được cứu. Em Queen vẫn đang thở oxy. Bạn còn băng đấy. Băng pháo đầy đá với hay là đại bàng không? Đại bàng ích bông vào đất kia kìa. Ồ, vẫn đang thở oxy đều kia kìa. Vâng, bịt lại. SOS. SOS. Vâng, cấp cứu cho Queen được kia kìa. 40 mấy giây. Vâng, Queen không đứt. Cố lên nào. Vâng, một trận thi đấu rất giằng co đến từ cả hai đội. Vâng, đầy tính ngẫu hứng đến từ Kai và Đài Loan. Rất nỗ lực, không hề từ bỏ. Một trận đi Queen mẫu mực đến từ Kai. Và em Queen vẫn đang còn thở ạ. À. Ôi, tôi không thể tin được vào mắt mình. Và như vậy là đã hòa sao 11 sao rồi. Thua một xíu phần trăm phá hủy mà thôi. Cơ hội vẫn còn cho Đài Loan. Và chúng ta hãy cùng đến với trận đánh chốt của bạn số 1. Giáp rễ cây. Pháo đầy đá ít bầu. Lều thợ xây chiến đấu à không? Máy bắn đá. Đầu tư liên tiếp là những pha đục phá tường cạnh bên kia. Ice Golem đang chạy vào múc. Headhunter bế em Queen của đội bạn. Múc tiếp vào cụm khu phía trong. Rồng kinh hay lắm. Nhà chính bị dính cái độc dược rồi. Nhưng mà không sao cả. Royal Champion hỗ trợ. Ồ, như vậy nó bật. Bạn có bấm nhầm dao bánh của Royal Champion không? Khi mà em đấy vẫn đang còn xanh máu thế kia mà ta. Tôi nghĩ là bạn bấm nhầm rồi. Đã xong cụm khu vực nhà chính. Và tướng của các bạn ấy thì cũng đã bay hết rồi đấy. Và lần này là rễ cây nhưng đi với máy khoan chiến tranh sao? Đúng luôn. Rễ cây máy khoan chiến tranh. Các sếp Ấn Độ xài combo nó lạ lắm. Bật gồng và bạn đang còn cuồng nộ và ba băng á. Ôi thế thì xong rồi. À gì cúc rồi. Còn cuồng nộ và ba băng mà rễ cây nó đang đi rợp chơi như thế này thì thôi thôi thôi. Xong luôn cho Đài Loan rồi. A di cúc rồi bạn ạ. Chứ tầm này thì còn gì nữa đâu mà cứu. Máy khoan chiến tranh đang đi hỗ trợ tốt mà. Và như vậy là chấm hết rồi. Đúng rồi, con Royal Champion nó đang tàng hình. Và như vậy là chấp gồng tàng hình từ rất sớm. Trận đánh này hay. Trận đánh giáp rút Rider này hay thật.
Các bạn có thể thấy là máy khoan chiến tranh không bung luôn. Và nó đi hỗ trợ cho rễ cây là rất tốt. Trận này tính ra nó lại là highlight luôn đây này. Đỉnh đó, nhờ. Thời gian dư thoải mái, máy khoan không bung mà. Khẹt thật sự. Valkyrie. Combo giống ngày hôm qua. Valkyrie và rễ cây. Tầm này là không còn gì để mất nữa rồi. Vâng, biểu diễn thôi. Bật gồng quản giáo hợp lý. Một là highlight mà hai thì là test combo thôi. Chứ đằng nào cũng thua. Những cầu chiến chạy đẹp vào khoảng khu vực nhà chính. Và đầu tư là nhân bản luôn cho Zeti và Rocket Balloon. Giải phóng được khu vực rất rộng lớn. Và rõ ràng là rễ cây chia sang hai bên rồi. Bịt em Queen và X-Bow vào đất. Tháp nhiều cung thủ. Bạn còn 3 băng mà. Xài đê, xài đê. Valkyrie đưa ra hỗ trợ bắt Ice Golem. Bằng Inferno hay pháo đài đá này sếp. Bịt X-Bow vào đất để cứu Queen. Rồi Champion kìa, pháo đài đá đấy sếp ạ. Ngông Queen sếp ơi. Không băng. Vẫn đang cất giành băng ạ. Ở kìa băng đi sếp. Băng đi, băng băng bơ lăng tơ băng 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 đi. Ở băng băng không băng. Thôi xong rồi. Thế là Aji cúc rồi. Tạch. Vâng, tạch không. Kinh giờ này vẫn đang còn đục tường mà. Em Queen vẫn đang thở đều. Siêu phẩm. Siêu phẩm highlight đến từ đèn đèn. Nhưng tổng thể thì nó vẫn xịt. Ôi trời ơi. Vâng, Đài Loan quá đen trong hai vua gần đây. Vâng, siêu phẩm đến từ đen đen các bạn ạ. Valkyrie ở Town 16 với cấp độ mới nó vẫn rất là khác bọt. Hay. Nhưng tuy nhiên tất cả nó cũng chỉ thế này thôi. Và chiến thắng lại thuộc về bên Ấn Độ với hơn tỷ lệ phần trăm phá hủy. Xin chúc mừng các bạn ở bên Mang Cốt Esports. Anh em thấy video này hay hữu ích, các bạn nhớ cho một lượt like, share, đăng ký kênh Akari Gaming hộ mình nha. Xếp nào múc vé vàng, gói gem hay là những gói ưu đãi trong cửa hàng mà các xếp bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì anh em nhớ tham khảo fanpage Akari Gaming của mình với hơn 146 người theo dõi ở Facebook nha. Xếp nào tự nạp được rồi, anh em bấm vào chữ C ở góc trên bên phải màn hình. Anh em nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn sau ít phút nữa ở TikTok Akari Gaming nha.